Ngày 24 tháng 8, Thượng tá Huỳnh Văn Đính, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết phía tàu hàng Việt Thuận 21.506 đã bồi thường 135 triệu đồng cho thuyền trưởng tàu cá PI 95.146 tiến sĩ. Theo Thượng tá Đính, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã làm việc với đại diện tàu Việt Thuận, đồng thời cung cấp thiệt hại của tàu cá Phú Yên. Sau quá trình làm việc, tàu Việt Thuận đã chấp nhận bồi thường. Đây là lỗi vô ý của tàu Việt Thuận 21.506. Tàu này kích thước lớn nên không nghĩ xảy ra va chạm với tàu cá Phú Yên. Phía tàu này cũng xác nhận có thiệt hại của tàu cá nên đồng ý bồi thường. Thuyền trưởng tàu cá Phú Yên cũng đồng ý khoản bồi thường này, Thượng tá Đính cho hay. Cũng theo Thượng tá Đính, đối với vụ việc này, cả hai tàu đều có lỗi. Trong đó tàu cá PI 95.146 tại sao không chú ý phòng tránh, còn tàu Việt Thuận 21.506 không quan sát kỹ các tàu cá đang di chuyển trên biển. Biên phòng tỉnh Phú Yên đã thống nhất với biên phòng tỉnh Bình Thuận đồng ý cho tàu Việt Thuận 21.506 xuất cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Cư, 45 tuổi, chú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thuyền trưởng tàu cá PI 95.146 tiến sĩ, cho biết đã nhận được 135 triệu đồng từ tàu Việt Thuận 21.506. Ông Cư cho biết hiện tinh thần, sức khỏe của ông và các thuyền viên còn lại đã ổn định. Vài ngày tới tôi sẽ sửa tàu để tiếp tục ra khơi, ông Cư cho hay.